Hôm 15 tháng 11, Ukraine tuyên bố đã bắn hạ hơn 70 tên lửa trong đợt không kích vừa được Nga thực hiện mới đây. Trong bối cảnh Nga tiếp tục pháo kích, các quan chức Ukraine thông báo hệ thống phòng không tiên tiến đã được triển khai tại nhiều khu vực ở Ukraine. Đồng thời, phía Ukraine cũng thông báo nhiều cơ sở vật chất bị hư hại sau khi Nga tấn công tên lửa. Trong khi đó, Điện Kremlin nói Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt vì Ukraine không muốn đàm phán. Sau khi có thông báo tên lửa Nga tấn công vào Ba Lan trong đợt không kích hôm 15 tháng 11, Moscow đã gọi hành động loan tin tên lửa Nga rơi trên lãnh thổ Ba Lan là khiêu khích. Mới đây, các quan chức Ukraine nói chính quyền thân Nga rời khỏi thành phố thứ hai của tỉnh Kherson. Hôm 15 tháng 11, Bộ Tài chính Mỹ chính thức trừng phạt các cá nhân và công ty Iran có liên quan đến việc chuyển giao UAV cho Nga. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Kính chào quý vị đã đến với những cập nhật mới nhất về tình hình xung đột tại Nga và Ukraine. Sau đây là những nội dung chính đáng chú ý trong chương trình hôm nay. Theo AP News, tên lửa nổ ở Ba Lan được phóng từ Ukraine nhằm đánh chặn các trận oanh kích từ Nga. Liên quan tới những nghi vấn tên lửa Nga tấn công lãnh thổ của Ba Lan hôm thứ Ba vừa qua, ngày 16 tháng 11, ba quan chức Mỹ giấu tên đã nói với AP News rằng những quả tên lửa khiến hai dân thường Ba Lan thiệt mạng rất có thể được bắn từ Ukraine, không phải từ Nga. Hãng tin AP cho biết, theo đánh giá sơ bộ, quả đạn được phóng bởi lực lượng phòng không Ukraine trong bối cảnh Nga oanh kích quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Tuy nhiên, tên lửa phòng không Ukraine không đánh trúng mục tiêu và rơi xuống lãnh thổ Ba Lan. Một báo cáo trước đó của AP trích dẫn một quan chức tình báo cấp cao của Hoa Kỳ cho biết đó là một tên lửa của Nga đã hạ cánh xuống lãnh thổ Ba Lan. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc từ chối chứng thực tuyên bố này khi được hỏi về nó. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, người đã tổ chức các cuộc tham vấn với các đồng minh NATO trong hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia về vụ việc, nói rằng theo quỹ đạo, khó có khả năng tên lửa được bắn từ Nga. Tuy nhiên, ông kêu gọi công chúng đợi cho đến khi kết thúc cuộc điều tra. Người đồng cấp Ba Lan của ông Biden, Andrzej Duda, cho rằng tên lửa khiến hai người thiệt mạng ở làng Prewodo rất có thể là do Nga sản xuất. Theo AP News, lực lượng của Kiev vẫn duy trì một kho tên lửa do Liên Xô sản xuất, bao gồm tên lửa cho hệ thống phòng không S-300. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các tên lửa của Nga đã tấn công một thành viên của NATO. Ông nhấn mạnh đây là một bước leo thang đáng kể của cuộc xung đột và kêu gọi một cuộc trả đũa tập thể kích hoạt điều 5 của Hiệp ước NATO. Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ cáo buộc phóng tên lửa vào Ba Lan, gọi đây là hành động khiêu khích có chủ ý nhằm leo thang tình hình. Trong một thông báo của cơ quan này có viết, không có cuộc tấn công nào được thực hiện nhắm vào mục tiêu gần biên giới Ukraine-Ba Lan bằng vũ khí tầm xa của Nga. Hiện Ukraine chưa đưa ra phản hồi về bài báo của AP. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn lời người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Lực lượng Không quân Ukraine, ông Iro Ignat, cho biết lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 73 trong số hơn 90 tên lửa hành trình của Nga trong cuộc tấn công tên lửa vào hôm 15 tháng 11, đồng thời phá hủy 10 máy bay không người lái Kamikaze của Nga. Ông Ignat nói, theo thông tin sơ bộ, lực lượng Nga đã tiếp tục cuộc tấn công tương tự như ngày 10 tháng 10. 84 tên lửa đã được phóng trên lãnh thổ của nước ta vào ngày hôm đó. Hôm nay chúng ta đã xác nhận có hơn 90 tên lửa, ngoài ra còn có 10 chiếc Shahid. Ông nói thêm, lần này chúng ta đã có được hiệu quả khá tốt khi đã bắn hạ 73 trong số hơn 90 tên lửa hành trình của quân Nga. Ông cũng nhắc lại rằng, lực lượng phòng không của Ukraine đã bắn hạ 45 trong số 84 tên lửa được phóng vào ngày 10 tháng 10 của Nga, 20 trong số 28 tên lửa được phóng vào ngày 11 tháng 10 và 45 trong số 55 tên lửa bắn vào ngày 31 tháng 10. Trong bối cảnh Nga tiếp tục thực hiện các trận pháo kích tên lửa lớn vào nhiều thành phố ở Ukraine, một số quan chức nước này đã tiết lộ rằng hệ thống phòng không đã được triển khai nhanh chóng ở nhiều nơi nhằm ứng phó với đối phương. Trên Telegram, thống đốc tỉnh Chernihiv, ông Vladislav Charles, cho biết lực lượng phòng không đang hoạt động trong khu vực Chernihiv. Ông Charles đã thông báo với người dân như sau: các bạn không được chia sẻ ảnh và video ghi lại hoạt động cũng như việc di chuyển của quân đội. Cuộc tấn công tên lửa của Nga đang diễn ra, hãy bình tĩnh trú ẩn ở một số nơi an toàn. Chính quyền thủ đô Kiev ghi nhận có 4 tên lửa của Nga đã bị bắn hạ. Lực lượng phòng không đã phá hủy một số mục tiêu trên không của đối phương. Theo người đứng đầu của chính quyền địa phương, ông Dmitry Zipsisky, một tên lửa của lực lượng Moscow cũng bị không quân Ukraine bắn hạ ở tỉnh Sumy. Sau hàng loạt đợt tấn công mới của Nga vào ngày 15 tháng 11, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, ông Denis Monasky, cho biết nhiều cơ sở vật chất đã bị hư hại và có ghi nhận thương vong. Ông Monasky nói trên kênh truyền hình quốc gia Ukraine rằng khoảng 30 cơ sở vật chất của cả tư nhân và nhà nước bị hư hại,
lực lượng cảnh sát đang làm việc ở khắp mọi nơi để kiểm tra hiện trường và thu thập các mảnh vỡ của tên lửa. Tại thủ đô Kiev đã có một người thiệt mạng và 3 người bị thương, đồng thời còn có 3 người bị thương ở các khu vực khác. Theo truyền thông Ukraine, ngày 15 tháng 11, Nga đã tiến hành tấn công tên lửa vào nhiều khu vực trên khắp lãnh thổ đất nước và nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và một số cơ sở dân sự. Hôm 15 tháng 11, hãng thông tấn Interfax dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Ukraine, ông Herman Haluchenko cho biết, cuộc tấn công tên lửa của lực lượng Nga vào hệ thống điện Ukraine có thể gây ra hậu quả đối với cả hệ thống năng lượng của một số các nước láng giềng. Cụ thể, ông Haluchenko nói rằng, một lần nữa hôm nay, Nga lại tiến hành các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào các cơ sở năng lượng. Cuộc tấn công này có thể không chỉ ảnh hưởng đến hệ thống điện của Ukraine, mà còn ảnh hưởng đến hệ thống của một số nước láng giềng với chúng ta. Đồng thời, ông lưu ý rằng, đây là đợt pháo kích lớn nhất vào hệ thống điện kể từ đầu xung đột đến nay. Ông mô tả tình hình rằng, sự cố đã xảy ra trên toàn hệ thống điện Ukraine, cả trong hệ thống phát và truyền tải điện. Ông Haluchenko nói, sau những thất bại trên chiến trường quân sự lẫn quốc tế, lực lượng Nga đang thực hiện cuộc tấn công khác và cố gắng gây thiệt hại tối đa cho hệ thống điện của Ukraine vào đêm trước mùa đông. Bộ trưởng Năng lượng cho biết, tôi mong muốn mọi người hiểu rõ tình huống nguy cấp đối với việc cung cấp năng lượng hiện tại, giữ bình tĩnh và tin tưởng vào các kỹ sư năng lượng cũng như lực lượng vũ trang Ukraine. Mới đây trên Telegram, Thủ tướng Ukraine ông Denis Mihan cho biết các cuộc tấn công tên lửa của Nga trong ngày 15 tháng 11 đã làm hư hại một số trạm biến áp cao thế và nhà máy nhiệt điện kết hợp trên khắp lãnh thổ Ukraine. Điều này đã gây ra tình trạng mất điện ở nhiều nơi. Ông Mihan đã viết, quân đội Nga một lần nữa thực hiện hàng loạt các đợt tấn công tên lửa vào các trạm biến áp cao thế và một số nhà máy nhiệt điện kết hợp. Lịch trình cắt điện khẩn cấp đã được thông báo khắp các tỉnh miền Trung và miền Đông Ukraine, còn thời gian mất điện khẩn cấp đặc biệt được áp dụng tại thủ đô Kiev. Bên cạnh đó, ông Mihan cũng gửi lời cảm ơn đến quân đội Ukraine vì họ đã nỗ lực bắn hạ được 70 trong tổng số 90 tên lửa của Nga. Vị thủ tướng khẳng định các đơn vị đang nỗ lực làm việc và sẽ sớm khôi phục nguồn cung cấp điện cho người dân. Hôm 15 tháng 11, theo Reuters, sự cố mất điện đã lan rộng khắp thủ đô Kiev sau khi khoảng 100 tên lửa đã phóng qua và tấn công vào lãnh thổ Ukraine. Do mất điện, người dân Kiev phải đi bộ qua những con đường tối tăm ở trung tâm, chỉ có ánh sáng phát ra từ đèn xe hơi và đèn giao thông. Cô Marina, một người dân địa phương nói, chúng tôi nghĩ rằng việc tấn công vào cơ sở hạ tầng của người dân là không nên. Chúng tôi hy vọng rằng Ukraine sẽ giành chiến thắng, vinh quang cho lực lượng vũ trang Ukraine. Theo Reuters, mưa tên lửa đã trút xuống các khu vực và một phần của các thành phố bao gồm thủ đô Kiev, khu vực Lviv và phía tây Lviv, phía đông bắc Kharkiv, trung tâm Kryvyi Rih và Poltava, phía nam Odessa và phía bắc Zhytomyr. Thị trưởng Kiev, ông Vitaly Klitschko cho biết khoảng phân nửa vùng thủ đô đã mất điện và hai tòa nhà dân cư đã bị tấn công ở khu vực trung tâm của thành phố. Cuộc tấn công được thực hiện giữa lúc các nước phương Tây đang thỏa thuận tại G20 về việc lên án Nga trong cuộc xung đột. Hôm 15 tháng 11, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết rằng Nga sẽ đạt được các mục tiêu của mình ở Ukraine bằng cách tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt bởi Kiev không muốn đàm phán. Ông Peskov nói với giới truyền thông vào hôm 15 tháng 11 rằng vấn đề chính là lập trường đã được tuyên bố của Tổng thống Zelensky. Cả trên thực tế và theo luận định, Ukraine đều không thể và không muốn tiến hành đàm phán, vì thế Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng đã bình luận về việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin quay trở lại bàn đàm phán tại hội nghị thượng đỉnh G20. Trả lời câu hỏi liệu có nên thuyết phục Kiev quay lại đàm phán hay không, ông Peskov nói, tình hình hiện tại không cần phải nói cũng đã thấy rõ, chúng tôi không thấy có dấu hiệu họ muốn đàm phán. Ông nói thêm rằng, Điện Kremlin đã xem xét tuyên bố của ông Zelensky về 10 điều để đạt được hòa bình mà ông đã đưa ra hội nghị thượng đỉnh G20 mới đây. Trước đó, nhà lãnh đạo Ukraine đã phát biểu trước những người tham gia hội nghị thượng đỉnh G20 thông qua video. Ông nói rằng đã đến lúc ngừng giao tranh, nhưng nói thêm Kiev sẽ không ký thỏa thuận Minsk III. Theo hãng thông tấn TASS, các thỏa thuận Minsk đã ký vào năm 2015 được coi là cơ sở cho giải pháp hòa bình ở Donbass, nhưng Kiev đã trì hoãn và từ chối thực hiện trong nhiều năm. Sau đó tuyên bố rằng vấn đề chính trị trong thỏa thuận này không thể chấp nhận được. Ngoài ra cũng từ chối tiến hành đối thoại trực tiếp với các nước Cộng hòa Donbass. Ngày 15 tháng 11, hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết các phương tiện truyền thông và các quan chức Ba Lan tuyên bố tên lửa của Nga rơi trên lãnh thổ nước này là một hành động khiêu khích với mục đích làm leo thang căng thẳng trong tình hình hiện tại. Bộ Quốc phòng Nga nói, việc một số phương tiện truyền thông Ba Lan khẳng định tên lửa của Nga đã rơi tại khu vực định cư Prince Group của nước này là một hành động khiêu khích có chủ đích
Nga hoàn toàn không dùng vũ khí để thực hiện cuộc tấn công nào vào các mục tiêu gần biên giới giữa Ukraine và Ba Lan. Bộ Quốc phòng nói thêm rằng các mảnh vỡ mà các phương tiện truyền thông đã đề cập không liên quan gì đến vũ khí của Nga. Trước đó, đài phát thanh ZET của Ba Lan đưa tin rằng hai tên lửa đã rơi xuống gần làng Prisgrud ở tỉnh Lublin, sát biên giới với Ukraine. Theo dữ liệu sơ bộ, có hai người thiệt mạng. Thủ tướng Ba Lan, ông Mateusz Morawiecki, đã triệu tập một cuộc họp Ủy ban An ninh của Hội đồng Bộ trưởng sau khi xảy ra vụ việc. Người phát ngôn chính phủ Ba Lan, ông Beach Muller, hứa rằng tất cả các dữ liệu được công bố tại cuộc họp sẽ được trình bày rộng rãi nhất trước dư luận nếu có thể. Ông cũng kêu gọi không lan truyền các thông tin chưa được xác nhận. Ngày 15 tháng 11, Reuters dẫn lời một quan chức phương Tây giấu tên nhận định rằng hiện nay, quân đội Moscow đang thực hiện chiến dịch phòng thủ ở Ukraine sau khi rút quân khỏi thành phố Kherson. Vị quan chức này nói rằng, chúng ta có thể thấy rõ là hiện nay, Nga vẫn đang thực hiện phòng thủ trên lãnh thổ Ukraine. Quan chức này cũng cho rằng, hoạt động rút quân khỏi Kherson của quân đội Moscow diễn ra tương đối trật tự. Tình hình chiến trường ở Ukraine có thể hạ nhiệt vào năm tới. Ông còn nói thêm, nếu mọi người nghĩ một trong hai bên sẽ thất bại, thì từ giờ cho đến hết năm 2022, không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó cả. Không bên nào ở trong tình trạng lực lượng quân đội của họ sắp bị sụp đổ. Mới đây, các quan chức Ukraine cho biết chính quyền thân Nga đã rời khỏi thành phố lớn thứ hai của tỉnh Kherson là Nova Kakhovka cùng với nhiều cư dân khác vì giao tranh vẫn diễn ra ở nơi này. Thành phố Nova Kakhovka nằm bên bờ sông Dnipro và gần với đập thủy điện Kakhovka mà cả Nga và Ukraine đều cáo buộc nhau có kế hoạch pháo kích làm nổ tung nơi này. Sau sự kiện lực lượng Moscow rút quân khỏi tỉnh Kherson vào ngày 11 tháng 11 vừa qua, quân đội Kiev đã tiến công đến thành phố Nova Kakhovka với những trận giao tranh bằng pháo và súng cối hạng nặng. Chính quyền thân Nga của thành phố này cho biết, nhiều đám cháy bốc lên từ tả ngạn sông Dnipro đã khiến người dân bất an. Vì vậy, các quan chức của cơ quan quản lý dân sự quân sự đã rời thành phố và hàng nghìn cư dân Nova Kakhovka đã hưởng ứng lời kêu gọi di tản đến nơi khác. Hiện Reuters chưa thể xác minh thông tin trên. Kể từ khi Nga rút quân khỏi thành phố Kherson, sự chú ý đã đổ dồn vào các thị trấn do Nga kiểm soát ở bờ phía đông sông Dnipro. Hãng thông tấn Ukrform đưa tin, Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan, ông Wopke Hoekstra đã đến thủ đô Kiev vào ngày 15 tháng 11. Tại đây, Hoekstra đã có cuộc đàm phán trực tiếp với Tổng thống Ukraine. Trên tài khoản Telegram, ông Zelensky đã bày tỏ lòng biết ơn trước sự ủng hộ và viện trợ của Hà Lan dành cho người dân Ukraine. Ông viết, tôi gửi lời cảm ơn đến Ngoại trưởng Hà Lan đã thấu hiểu về những gì mà người dân Ukraine đang trải qua. Tôi cũng biết ơn Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte vì đã luôn ủng hộ cho chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine. Theo Ukrform, khi Ngoại trưởng Hoekstra đến thủ đô Kiev vào ngày thứ Ba 15 tháng 11, ông cùng các đồng nghiệp đã phải trú ẩn trong một hầm tránh bom vì lúc đó quân đội Moscow đang bắn tên lửa tấn công vào thành phố. Hôm 15 tháng 11, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt mới lên các công ty và những cá nhân mà nước này cáo buộc là có liên quan đến việc sản xuất và chuyển giao máy bay không người lái của Iran cho Nga để sử dụng trong các cuộc tấn công ở Ukraine. Được biết, Nga đã mua máy bay không người lái từ Iran và sử dụng để tấn công các thành phố và cơ sở năng lượng ở Ukraine. Các công ty và ngành công nghiệp quân sự của Iran vốn đã chịu lệnh trừng phạt nặng nề của Mỹ vì chương trình phát triển hạt nhân của mình. Trước đó, Iran đã thừa nhận rằng nước này đã cung cấp máy bay không người lái cho Moscow, nhưng cho biết số máy bay này đã được gửi đi trước cuộc xung đột ở Ukraine. Bộ trưởng Tài chính Mỹ bà Janet Yellen nói rằng, như chúng tôi đã nhiều lần chứng minh, Mỹ quyết tâm trừng phạt những cá nhân và công ty ủng hộ Nga trong cuộc xung đột này. Sự việc hôm nay đã cho thấy các công ty và cá nhân phải chịu trách nhiệm việc cho phép các lực lượng Nga sử dụng UAV để tấn công Ukraine. Quân đội Nga đã phủ nhận việc cố ý nhắm mục tiêu vào dân thường. Phái đoàn của Iran tại Liên Hợp Quốc cho biết Iran sẵn sàng gặp các chuyên gia kỹ thuật Ukraine và điều tra về các máy bay không người lái. Phái đoàn này phản ứng trước lệnh trừng phạt vào hôm 15 tháng 11 rằng bất kỳ lời buộc tội hay hành động nào chống lại Iran trước cuộc họp này đều không được hoan nghênh và sẽ bị bác bỏ. Bộ Tài chính Mỹ cho biết họ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Trung tâm Nghiên cứu Công nghiệp Hàng không Shahid, cơ quan được cho là trực thuộc lực lượng hàng không vũ trụ lực lượng vệ binh cách mạng Iran IRGC, cáo buộc các công ty này chịu trách nhiệm trong việc thiết kế và sản xuất Shahid, loại máy bay không người lái được các lực lượng Nga sử dụng ở Ukraine. Ngoài ra, các công ty vận tải hàng không của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng nằm trong danh sách trừng phạt, mà Bộ Tài chính Mỹ cho là hợp tác với công ty Iran để điều phối các chuyến bay vận chuyển giữa Iran và Nga, bao gồm vận chuyển máy bay không người lái, nhân viên của Iran và các thiết bị liên quan. Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, lực lượng hàng không vũ trụ IRGC và công ty hàng không COS vốn được chịu lệnh trừng phạt của Mỹ, cũng được Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ điểm có tham gia vào cuộc không kích vào hôm 15 tháng 11.
Hôm 15 tháng 11, các nhà ngoại giao hàng đầu EU, ông Josep Borrell nói rằng các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu nên hợp tác với nhau để bổ sung vào kho vũ khí quân sự và tránh việc cạnh tranh trong bối cảnh EU đang chuyển vũ khí cho Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra. Ông Borrell đã nói với phóng viên rằng chúng ta phải tránh kịch bản tương tự đã xảy ra với vaccine. Tất cả mọi người phải cùng nhau điều chỉnh giá một cách hợp lý hơn và mang lại chất lượng tốt hơn. EU từ lâu đã kêu gọi các quốc gia thành viên hợp lực mua vũ khí thay vì đẩy giá lên bằng cách cạnh tranh với nhau hoặc thực hiện các thỏa thuận riêng lẻ với các nhà cung cấp bên ngoài khối. Trong khi đó, Đức cho biết sẽ thành lập một trung tâm bảo trì ở Slovakia để bảo dưỡng và sửa chữa vũ khí mà nước này chuyển giao cho Kiev. Bộ trưởng Quốc phòng Đức bà Christine Lambrecht nói với các phóng viên tại Brussels rằng chúng tôi đã đạt được thỏa thuận và mọi việc có thể bắt đầu ngay lập tức để tất cả các thiết bị có thể mau chóng được sửa chữa. Bà Lambrecht cho biết thêm rằng Berlin đang lên kế hoạch huấn luyện khoảng 5.000 binh sĩ Ukraine tại Đức. Đây là nhiệm vụ nằm trong khóa huấn luyện của EU vào tháng 6. Vào hôm 15 tháng 11, các bộ trưởng quốc phòng cũng đã thảo luận về việc bổ sung quỹ hòa bình châu Âu, quỹ mà các quốc gia EU đã khai thác để tài trợ cho việc mua vũ khí và thiết bị quân sự cho Kiev, vốn đã bị cạn kiệt sau gần 9 tháng xung đột. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc những cập nhật mới nhất về tình hình xung đột tại Ukraine. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.